quý vị khán giả đến với chương trình A Ha. Chương trình sẽ đến với quý vị vào lúc 21:30 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Và ai là người tin tưởng nhất sẽ nhận được giải thưởng cao nhất của chương trình lên tới 65 triệu đồng. Không cần biết bạn là ai, bao nhiêu tuổi, giới tính nào, khả năng quan sát nhanh nhạy mới là yếu tố quyết định. Xin hãy nhớ, với A Ha, bất kỳ chi tiết nào cũng có thể thay đổi, và thay đổi bất kỳ lúc nào. Cho nên các bạn đừng rời mắt khỏi màn hình. Và bây giờ chúng ta hãy chào đón 6 người chơi muốn thử thách sự tin tưởng của mình với A Ha. Hiện giờ 6 gương mặt rất là tươi. Và mời bạn đầu tiên Lê Anh phát biểu về mình. Tôi tên là Nguyễn Lê Anh, năm nay tôi 34 tuổi. Nghề nghiệp hiện tại của tôi là giáo viên. Hôm nay tôi rất vui được tham gia chương trình game show A Ha và rất mong được sự cổ vũ của quý vị khán giả và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn. Bây giờ mình mời bạn kế tiếp, đó là bạn Thúy Quỳnh. Bạn có cái tên rất là đẹp. Em tên là Đinh Thụy Thúy Quỳnh, năm nay em 24 tuổi và hiện tại đang là nhân viên ngân hàng. Bình thường hàng ngày thì em rất thích chơi game, và đặc biệt một trong những game mà em thích nhất đó là game tìm điểm khác nhau. Và hy vọng là với lợi thế này thì em có thể trả lời được thật nhiều câu hỏi và giành giải thưởng lớn nhất của chương trình ngày hôm nay. Cho nên các bạn hãy cẩn thận nhé với Thúy Quỳnh nha. Mời bạn kế tiếp, đó là bạn Thanh Vân. Em tên là Thanh Vân, em năm nay 24 tuổi và em đến từ Nha Trang, Khánh Hòa. Kính mong nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị khán giả dành cho em cũng như các bạn chơi còn lại. Và xin mời bạn kế tiếp, bạn Văn Hiếu. Tôi tên là Nguyễn Văn Hiếu, nhân viên lao động tiền lương. Hôm nay thì tôi rất là vui khi được tham dự chương trình A Ha. Rất mong được sự ủng hộ của quý vị và các bạn dành cho tôi cũng như là các bạn cùng chơi. Và bây giờ bị cô mời Minh Trí. Em tên là Minh Trí, hiện tại em là nhân viên ngân hàng. Em thì không giống như bạn Như Quỳnh là chỉ thích trò chơi khắc điểm. Em thì em yêu trò chơi tìm khắc điểm, nhưng mà em là em tìm 5 điểm trong tìm 1 điểm. Đến với chương trình thì em rất mong được nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả dành cho 6 người chơi, và em xin cảm ơn ạ. Sự tin tưởng của quý vị này ghê gớm lắm, các bạn hãy cẩn thận nha. Bây giờ kế tiếp là bạn Diễm Thúy. Tôi là Diễm Thúy, hiện tại tôi đang công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Và công việc của tôi là liên quan đến việc thẩm định và nhìn những cái sự khác nhau trong cái bộ hồ sơ. Và hy vọng là các kỹ năng hàng ngày của mình sẽ giúp tôi chiến thắng trong cuộc chơi ngày hôm nay. Vậy là các bạn hãy cẩn thận nha. Bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Thấy các bạn rất là sẵn sàng. Bây giờ Việt Hương sẽ công bố luật chơi của chương trình. Giải thưởng chung cuộc của chúng ta lên tới 65 triệu đồng. 6 bạn chơi phải tìm ra được những sự thay đổi, những sự khác biệt, những hình ảnh ẩn giấu trong mảnh ghép hình ảnh và đoạn phim của chương trình. Vòng 1 gồm 6 người chơi. 3 bạn trả lời được 2 câu hỏi đúng, các bạn sẽ bước vào vòng 2. Mỗi câu trả lời đúng ở vòng 1 trị giá 1 triệu đồng. Vòng 2 gồm 3 người chơi. Người đầu tiên trả lời đúng 3 câu hỏi sẽ bước vào vòng đặc biệt của chương trình. Ở vòng 2, một câu trả lời đúng trị giá 1 triệu rưỡi. Người chiến thắng ở vòng 1 và vòng 2, bạn sẽ có số tiền thưởng tổng cộng là 6 triệu rưỡi. Lúc đó bạn có 2 quyền lựa chọn. Điều thứ nhất, bạn có thể ngưng cuộc chơi và an toàn với số tiền 6 triệu rưỡi. Còn nếu bạn muốn mạo hiểm với vòng đặc biệt thì các bạn sẽ có số tiền thưởng lên tới 65 triệu đồng. Nhưng khoan, hãy vỗ tay đã. Ở vòng đặc biệt, các bạn sẽ được xem một đoạn phim hoặc hình ảnh, và các bạn phải kiếm được 3 điều khác biệt hoặc 3 sự thay đổi, chứ không phải 1 hoặc 2 đâu nhé. Và nếu lần xem thứ nhất các bạn đã tìm ra thì các bạn sẽ nhận số tiền thưởng nhân lên gấp 10, đó là 65 triệu đồng. Nếu các bạn xem lần thứ hai mà các bạn mới kiếm được thì các bạn sẽ nhận số tiền thưởng nhân lên gấp 6, đó là 39 triệu đồng. Nếu xem đến lần thứ 3 mà các bạn mới tìm ra được thì số tiền thưởng nhân lên gấp đôi, đó là 13 triệu đồng. Và nếu 3 lần xem rồi mà các bạn vẫn không tìm ra 3 sự thay đổi hoặc 3 sự khác biệt thì không sao, các bạn vẫn ra về với tiền thưởng của chương trình, đó là 1 triệu đồng an ủi. Bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chinh phục 65 triệu đồng. Mời các bạn bước vào vòng 1 của chương trình.
Mời các bạn hãy đến với thử thách đầu tiên. Chúng ta hãy tìm sự thay đổi của bức hình. Mời bạn Thanh Vân. Theo mắt em quan sát là tóc của bé trai đó dài ra. Vậy thì bây giờ mình hãy chờ đáp án coi đúng hay là sai nè. Bạn đã trả lời đúng câu hỏi đầu tiên của chương trình. Và bây giờ chúng ta hãy xem lại đáp án nha. Đúng như vậy, đó là cậu bé có mái tóc dài ra và các bạn đã nhìn thấy rõ ràng đúng không ạ? Bây giờ bạn Thanh Vân đã ghi được một điểm đầu tiên. Chúng ta sẽ tiếp tục với thử thách thứ hai của chương trình. Bây giờ sẽ là sự khác biệt giữa hai bức hình. Xin mời bạn Thúy Quỳnh. Bức tranh, một bức tranh nó có dĩa đồ ăn và một bức tranh không có. Bây giờ chúng ta hãy xem kết quả nha. Quỳnh, hiện giờ có 3 bạn nữ và 3 bạn nam rất cân bằng. Mà 2 bạn nữ của chúng tôi đã vượt trước 3 bạn nam. Thì 3 bạn nam cố gắng lên nha. Và bây giờ chúng ta hãy xem lại đáp án. Một lần nữa chúc mừng em. Và chúng ta sẽ tới đến thử thách thứ 3. Sự thay đổi của đoạn phim. Mời bạn Văn Hiếu. Ở phía cuối đoạn phim thì có một xuất hiện là một cái anh đẩy người ngồi xe lăn. À, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ biết đáp án ngay bây giờ. Cái tiếng nhạc làm quê quá đúng không? Sai tôi làm tiếng nhạc làm quá. Mời anh Lê Anh. Vâng, thì theo em thấy trong cái đoạn phim này thì cái cuối đoạn phim có 2 cái xe lăn đẩy ra. Tuy nhiên thì bên này có 3 người, bên này chỉ có 1 người thôi. Bạn chốt đáp án là trên trển bao nhiêu người? 4 người. 4 người? 4 người. Trên màn hình, bạn chốt sự thay đổi trong một đoạn phim là có 4 người xuất hiện. Dạ. Và bây giờ chúng ta hãy xem đáp án của bạn Lê Anh có người nào không nha. Trời ơi. Mời bạn Diễm Thúy. Phía bên tay trái mình á, là lúc đầu có 3 người mặc áo đen đi ra. Nhưng mà đi được một đoạn thì biến mất cái người ở đằng sau, chỉ còn 2 người thôi. Mất một người ở phía bên tay trái. Mất một người bên phía tay trái. Dạ đúng rồi. Và bây giờ chúng ta hãy xem đáp án một lần nữa coi có mất người nào hay không. À, trời ơi. Bây giờ 3 bạn còn lại có đáp án hay không? Mời bạn. Thì em theo quan sát thì em thấy là ở cuối đoạn phim là xuất hiện khoảng 8 người. Một người đẩy xe lăn, còn bên này là có 3 người đi ra, còn bên cánh bên trái đầu góc là 4 người với một người bên phải nữa. Một lần nữa, 4 người, mất đi 3 người và bây giờ lòi ra đến 8 người. Chúng ta hãy xem kết quả của trên trển có mấy người. Cho các bạn ấy xem lại một lần nữa đi chương trình. Các bạn nhìn tổng quát, đừng nhìn chung vô một điểm. Mời em Vân ơi. Em thấy cái máy ở bên cái nhà tay trái á, nó bị lung lay phía sau đoạn phim á. Cái mái nhà nó lung lay, bây giờ chuyển qua không còn người nữa, chuyển qua mái nhà lung lay động đậy rồi các bạn ơi. Bây giờ chúng ta hãy xem đáp án của Thanh Vân. Wow,
Quỳnh ơi. Đâu hen. Chỉ còn mình em thôi Quỳnh ơi. Và chỉ còn cơ hội cuối cùng cho em để xem lại. Mà nếu em không tìm ra được nữa thì rất là tiếc. Một lần nữa chương trình ơi, cho coi một lần nữa. Em nhìn tổng quát nha Thúy Quỳnh. Thúy Quỳnh. Dạ, đáp án của em là sự khác biệt ở trong clip vừa chiếu. Đó là các cửa sổ đều bị biến mất. Các cửa sổ bị biến mất. Bây giờ chúng ta xem đáp án có đúng hay không. Yeah, ha ha, đúng rồi. Trời ơi, sao thấy năm gương mặt kia buồn quá. Các bạn ơi, bạn Thúy Quỳnh của chúng ta đã chắc chắn bước vào vòng 2 vì có 2 điểm đúng trong vòng 1 rồi. Các bạn hãy cố gắng lên nha. Chúng ta để cùng các bạn xem lại đáp án của mình. Và các bạn có nhìn thấy là tất cả các cửa sổ đã mất đi đâu à? Chỉ còn 2 tấm vé nữa thôi. Các bạn hãy cố lên. Thanh Vân ơi, bạn đã có 1 điểm rồi. Bạn hãy cố gắng lên nha. Chúng ta hãy xem thử thách kế tiếp. Tìm hình ẩn dấu. Và bây giờ mời bạn Diễm Thúy. Dạ, hình ẩn dấu trên bức hình trên là hình con bướm ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ coi câu trả lời đúng hay là sai. Yeah, ha ha. Và hiện giờ ba gương mặt của ba anh rất là bí xị. Và bây giờ chúng ta sẽ xem lại đáp án coi là con bướm hay là con gì. Rồi. À, ha. Và bây giờ chúng ta sẽ xem thử thách kế tiếp. Tìm sự thay đổi của đoạn phim. Và tôi thấy bên đây Minh Chí cũng đập liên tục nhưng mà không trúng cái chuông đúng không? Vậy bây giờ Thanh Vân hãy cho chị biết là sự thay đổi gì? À, em xin trả lời đó là tóc của bé trai bị ngắn lên. Tóc ngắn lên và đáp án đúng hay là sai? Mời Diễm Thúy. Theo em đó là cái số lượng bánh trên cái dĩa nó thay đổi. Thay đổi như thế nào? Thêm hay là bớt? Bớt đi. Nhiều hơn chứ, em xin lỗi. Bánh nhiều hơn. Thêm lên. Chúng ta hãy xem đáp án coi bánh có thêm hay là bớt không nè. Ô, mời Lê Anh, giáo viên. Sao anh? Dạ, có sự xuất hiện hồ bơi trong clip. Ồ, bây giờ xem đúng hay sai. Lê Anh có đi hồ bơi được không nha? Cuối cùng bạn nam của chúng ta cũng gỡ mặt anh hùng rồi. Bây giờ chúng ta hãy xem lại cho rõ nè. Hồ bơi đã xuất hiện. Vậy là mình được đi bơi với bạn rồi. Cảm ơn chị. Thúy Quỳnh thì đã đủ điểm vào rồi. Nhưng mà bạn Diễm Thúy, bạn Thanh Vân và bạn Lê Anh mỗi người đang có 1 điểm. Thì chúng ta đang có cuộc đua rất là sát sao. Chúng ta hãy đến thử thách kế tiếp để xem hai bạn nào sẽ cùng Thúy Quỳnh bước vào vòng 2. Tìm hình ẩn dấu trong mảnh ghép. Bạn Văn Hiếu. Hình ẩn dấu đó là hình hoa hướng dương. Hoa hướng dương. Dạ. Bạn có tự tin với hoa hướng dương không? Em rất là tự tin với đáp án này. Và bây giờ chờ đáp án coi đúng hay sai. Cuối cùng là cũng có 2 bạn nam đã vào đến đây rồi. Và bây giờ chúng ta nhìn lên màn hình để xác định.
chỉ còn một mình Minh Trí thôi. Và Hương mong là thử thách kỳ này dễ dàng để Minh Trí bước vào cùng với 6 người cho vui nha. Mời chương trình cho thử thách kế tiếp. Hãy tìm sự thay đổi của đoạn phim. Điểm Thúy. Dạ, đó là cái cây ở đằng sau á, nó thay đổi là nó có bông. Lúc sau nó có bông lên. Cái cây ở đằng sau thay đổi là có bông lên. Vậy thì để coi đáp án của bạn đúng hay là sai. À ha, Diễm Thúy. Các bạn nữ làm cho tôi nở mặt nở mày quá. Bây giờ chúng ta hãy xem lại đáp án coi có đúng hay không. Và chính thức hai bạn đó là bạn Diễm Thúy và bạn Thúy Quỳnh. Hai bạn sẽ bước vào vòng ai rồi. Bây giờ chỉ còn một cơ hội cuối cùng thôi cho Văn Hiếu, Thanh Vân và Lê Anh. Cố lên nha các bạn. Và bây giờ chương trình cho em một thử thách nữa. Bây giờ sẽ là sự khác biệt giữa hai bức hình. Thưa chị, em có câu trả lời đó là tấm hình thứ nhất á, là 4 người mang quần dài. Và tấm hình thứ hai là 4 người mang quần lửng. Các bạn thân mến, bây giờ quần lửng hay là quần dài? Tấm vé sẽ đi vào vòng 2 đang đợi chờ bạn Thanh Vân. Nhưng mà nếu bạn Thanh Vân sai thì cơ hội cho hai bạn nam kia vẫn còn. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ kết quả của bạn Thanh Vân đúng hay là sai sau vài phút nha. Chào mừng quý vị đã trở lại với À Ha. Và bây giờ hai bạn chắc chắn bước vào vòng 2, đó là bạn Thúy Quỳnh và bạn Diễm Thúy. Bây giờ Việt Hương rất là hồi hộp để coi kết quả của bạn Thanh Vân có bước vào vòng 2. Và đúng là ba bạn nữ đã làm cho Việt Hương rất hãnh diện. Thanh Vân ơi, chúng ta hãy chờ xem coi kết quả của bạn đúng hay là sai. Và bây giờ chúng ta đã cầm chắc ba bạn nữ vào rồi. Trước khi công bố vòng 2, Việt Hương muốn các bạn chắc chắn là Thanh Vân đã đúng. Mời các bạn xem lại kết quả. Và ba bạn nữ của chúng tôi đã bước vào vòng 2, đó là bạn Thúy Quỳnh, Diễm Thúy và Thanh Vân. Việt Hương xin chia buồn cùng Minh Trí là chưa kiếm được một điểm nào. Bạn Văn Hiếu thì đã kiếm được một điểm gỡ gạc. Và cũng như thầy giáo dạy sử của Hương, bạn cũng kiếm được một điểm. Các bạn sẽ ra về với số tiền thưởng là 1 triệu đồng, tương đương với số điểm mà bạn giành được. Và bây giờ ba bạn nữ của chúng ta đã sẵn sàng bước vào vòng 2 của chương trình. Chào mừng quý vị khán giả đã trở lại với À Ha. Và chúc mừng ba cô gái xuất sắc đã bước vô được vòng 2 của chương trình. Một trong ba cô gái trả lời 3 câu hỏi đúng của chương trình sẽ là người có cơ hội bước vào vòng đặc biệt giành giải thưởng cao nhất, đó là 65 triệu đồng. Ở vòng 2 này, mỗi câu trả lời đúng các bạn sẽ có giải thưởng là 1,5 triệu. Và các bạn hãy ghi nhớ rằng ở vòng 2 này câu hỏi thử thách sẽ khó hơn. Các bạn hãy tập trung nha ba cô gái xinh đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên của vòng 2. Bây giờ sẽ là sự khác biệt giữa hai bức hình. Thanh Vân lúc nào cũng là người đầu tiên tinh ý nhất. Và Hương rất mong là Thanh Vân trả lời đúng câu hỏi của mình. Em xin trả lời đó là sự khác biệt ở đây là giữa cầm viết và hình thứ nhất là có người cầm viết, còn hình thứ hai là mất cây viết đây chị.
Việc thứ nhất là còn cây viết và hình thứ hai đã mất cây viết rồi. Để thử coi kết quả của bạn đúng hay sai. Thanh Vân. Mời Diễm Thúy. Sự khác biệt đó là cái tay áo của cô gái. Tay áo của cô gái nó biến đổi ngắn dài á. Ngắn dài. Bây giờ mình coi cô gái ta có xắn tay áo hay là cắt tay áo không. Coi kết quả của bạn đúng hay sai. Và đây là cơ hội cho Thúy Quỳnh. Em muốn xem lại hai hình đó phải không? Thúy Quỳnh muốn xem lại và chương trình cho xem lại một lần nữa. Mời Thúy Quỳnh. Dạ, câu trả lời của em đó là cái áo vest của người đàn ông từ bên trái qua đứng thứ hai chuyển từ màu xanh sang màu trắng, đổi màu. Chiếc áo của ông đổi từ màu xanh sang màu trắng. Và bạn, câu trả lời của bạn rất là chi tiết. Và bây giờ chúng ta sẽ coi đúng hay sai. Thúy Quỳnh, bạn đã dẫn được điểm số đầu tiên. Bây giờ chúng ta xem lại đáp án, coi là có phải đổi màu áo hay không. Đúng như vậy, và một tràng pháo tay thật lớn cho Thúy Quỳnh. Bây giờ Thanh Vân và Diễm Thúy, cố lên lên. Chúng ta hãy tới thử thách thứ hai của vòng 2. Chúng ta hãy tìm sự thay đổi của bức hình. Mời Thanh Vân. Em xin trả lời là nó bị mất cái đồng tiền đó chị. Và bây giờ chúng ta sẽ coi đáp án của Thanh Vân đúng hay sai. Và hai bạn còn lại có đáp án hay không? Và mời bạn Thúy Quỳnh. Sự khác nhau trong tấm hình vừa rồi đó là số 5 ở trên bàn nó bị biến mất. Số 5 ở trên bàn bị biến mất. Khẳng định luôn là số 5. Mắt bạn tin tưởng tới vậy. Và coi coi cặp mắt của bạn có đủ tin tưởng không? Đúng hay sai? Thúy Quỳnh ơi, cơ hội đã vượt qua khỏi tầm tay của bạn. Bây giờ đến bạn Diễm Thúy. Có đáp án. Mời bạn trả lời. Theo em đó là cái số lượng đồng tiền nó tăng lên. Số lượng đồng tiền tăng lên. Và tôi thấy là gương mặt của bạn rất đắc ý vì cái điểm mình nhìn ra. Bây giờ chúng ta xem đúng hay sai. Diễm Thúy. Và chúng ta hãy xem đáp án coi có đúng hay không nè. Số đồng tiền đã tăng lên như bạn Diễm Thúy. Và chúc mừng bạn Thanh Vân. Không sao, mình vẫn còn cơ hội. Đừng buồn và nản chí nha. Mỗi bạn của chúng ta đã lãnh được một điểm rồi. Bây giờ Thanh Vân cố lên. Chúng ta sẽ tới thử thách kế tiếp. Chúng ta hãy tìm sự thay đổi của bức hình. Mời Thanh Vân. Thưa chị, sự thay đổi của bức hình đó là cái bàn tay nè, nó chuyển qua nha. Từ bàn tay chuyển thành ngón tay. Và Hương hy vọng là Thanh Vân sẽ lội ngược dòng cùng với số điểm hai người đẹp kia. Chúng ta coi bạn đúng hay sai. Yeah.
Thanh Vân ơi, chúng ta hãy xem lại coi ngón tay có thành số 1 như là đã tặng cho bạn hay không. Ba bạn nữ của tôi, người nào cũng kinh mắt hết. Và bây giờ, người nào cũng có số điểm bằng nhau. Chúng ta hãy cố gắng để tiếp tục vòng 2. Tìm sự thay đổi của đoạn phim. Thưa chị, em có câu trả lời, đó là cái miếng đất ban đầu là đất, sau đó là thành cỏ. Ban đầu là đất mà sau đó là thành cỏ. Còn rồi câu trả lời có phải là từ đất mà trồng được cỏ của Thanh Vân không? Đúng hay sai? Thanh Vân, bạn đã ghi được 2 điểm. Và chúng ta hãy xem lại cho chính xác. Cỏ đúng không Thanh Vân? Đó. Và ba cô gái xinh đẹp của chúng ta hãy tới với thử thách kế tiếp. Các bạn hãy nhìn kỹ sự thay đổi của bức hình. Mời Thanh Vân. Thưa chị, em xin có câu trả lời, đó là cái sừng của con dê nó dài ra. Cái sừng của con dê nó dài ra. Và chúng ta hãy coi kết quả đúng sai của bạn Thanh Vân là con dê nó có nối sừng ra dài không nha. Thanh Vân, bạn là người chiến thắng trong vòng 2 rồi. Các bạn hãy xem lại coi cái sừng có một dài không. Và đúng như vậy, đúng như vậy rồi. Chúc mừng Thanh Vân đã chiến thắng ở vòng 2. Và bây giờ Việt Hương xin tạm biệt hai bạn Diễm Thúy và Thúy Quỳnh. Các bạn sẽ có tiền thưởng ở vòng 2, một câu trả lời đúng trị giá 1,5 triệu, cộng với vòng 1 các bạn được 2 triệu, tổng giá trị là 3,5 triệu. Và riêng bạn Thanh Vân thì tổng số tiền của bạn là 6,5 triệu. Bây giờ bạn là người quyết định. Một là an toàn ra về với số tiền 6,5 triệu. Hai là mạo hiểm. Bạn sẽ được nhân lên gấp 10 lần nếu bạn bước vào vòng đặc biệt. Với thử thách là bạn sẽ tìm ra được 3 điểm khác nhau trong một đoạn phim. Đây là sự quyết định của bạn có vào vòng 3 hay không. Em đến chơi chương trình này là một cái niềm vui rồi. Và được cái phần thưởng thật là hơn sức tưởng tượng của em. Thì chắc là em sẽ dừng cuộc chơi tại đây ạ. À, Thanh Vân đã dừng cuộc chơi tại đây. Chúc mừng Thanh Vân đã giành được giải thưởng 6,5 triệu của chương trình. Cảm ơn em đã tham dự chương trình. Chúc em thành công trong cuộc sống. Dạ, cảm ơn chị. Nếu các bạn tự tin vào đôi mắt tin tưởng của mình, hãy đăng ký gửi về hòm thư aha@dongtay.com.vn. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 21:30 tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị.